Lời đầu tiên thì cho shop phụ kiện BCB giá rẻ em xin gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe gửi tất cả các bác có một cái niềm đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu đến cho các bác hai cái mẫu bơm máy. Một là cái mẫu bơm máy giá bình dân, đó là về cái mẫu bơm máy ASEAN phiên bản mới nhất của năm 2023, và một cái mẫu bơm máy cao cấp hơn, đó là về cái mẫu bơm máy Seezongsi. Thì các bác nào mà chưa có bơm máy này, hoặc là các bác đang muốn tham khảo các mẫu bơm máy, thì các bạn cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay nhé, để có thể lựa chọn cho mình một trong những chiếc bơm máy bên em các bác nhé. Giá bơm máy bây giờ thì cực kỳ là rẻ, thì em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu một các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu bơm máy. Đây là một cái mẫu bơm máy ASEAN phiên bản mới nhất của năm 2023, có chế độ chống cháy nổ các bác nhé. Phụ kiện đi kèm sẽ đầy đủ như hình đây các bác nhé. Một cái túi giòn sim này. Đấy, một cái túi giòn sim, trong này có những cái ốc đồng, những cái ốc đồng chống cháy nổ này, về các bác cứ cất đi giúp em nhé. Đấy, trong quá trình mình bơm, mà các bác bơm tầm độ 350 cân, các bác quên, các bác chưa tắt máy, thì ở trên này sẽ có một cái lá giò đồng, nó sẽ bị rách ra. Đấy, thì các bác xoáy cái con ốc ra, các bác thay cho em cái lá giò đồng vào, mình lại tiếp tục bơm các nhé. Đấy, chế độ an toàn của mẫu bơm máy ASEAN các bác nhé. Và một cái túi bông lọc, cái bông lọc ẩm đây, các bác bơm nhiều, các bác nên thay cái lọc ẩm ở trong cái đầu này để bảo vệ cái hơi nước vào bình của mình tốt hơn các bác nhé. Và một giấy hướng dẫn sử dụng của ASEAN các bác nhé. Và một cái cục dây điện nguồn và một cái máy hút nước mini. Đấy các bác nhìn ạ, cái máy hút nước của mini của mẫu bơm máy ASEAN này, máy hút nước mini cực kỳ là to. Đấy. To hơn cả một cái mẫu bơm máy Seezongsi này các bác nhé. Máy hút nước mini này cực kỳ là to các bác nhé. Nó sẽ có tác dụng gì ạ? Nó sẽ có tác dụng là hút nước cực kỳ nhanh, tỏa nhiệt qua đầu bò thì cực kỳ là tốt, giúp bảo vệ cái bơm của mình cực kỳ là ok các bác nhé. Đấy, những phụ kiện đầy đủ khi các bác mua bơm máy ASEAN các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm máy này các bác nhé. Đồng hồ báo nhiệt đây các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em, khi các bác mở bơm thì cái bơm này nó lại đồng hồ nó lên tầm độ 60 độ, mà cái bình của các bác chưa đầy, các bác xoáy van xả này ra và các bác tắt máy đi giúp em để bảo vệ cái bình của mình, bảo vệ cái bơm của mình sẽ bền bỉ hơn các bác nhé. Và đây là đồng hồ báo nhiệt này, đây đồng hồ đo cân đây các bác nhé. Đấy, lọc thì lọc siêu to khổng lồ đây các bác nhé. Đầu bò cực kỳ là to. Riêng cái mẫu bơm máy ASEAN này, những video trước thì em đã test thực tế cho các bác xem thử rồi đúng không? Các bác bơm tầm độ 280 đến 300 cân, nó rơi vào chưa đến 3 phút. Đấy, các bác bơm cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe. Nếu mà các bác dùng cái bơm tay ấy, các bác bơm lên tầm độ 300 đến 320 cân, rất chi là lâu và mất rất chi nhiều sức khỏe các bác nhé. Đây đằng sau đây các bác nhé. Đằng sau cái quạt gió cực kỳ là to, thì tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh các bác nhé. Và tất cả cái ở trong bơm này thì tất cả quấn là 100% dây đồng hết các bác nhé, giúp cái bơm của mình bơm cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe và cực kỳ bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Thì một chiếc bơm máy ASEAN mẫu mới nhất của năm 2023 thì giá bây giờ nó cũng cực kỳ là rẻ, giá chỉ còn 3 triệu đồng thôi các bác nhé. 3 triệu đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Ở tất cả các bác mua hàng bên shop thì các bác sẽ được kiểm tra đúng không, đúng sản phẩm thì các bác sẽ thanh toán tiền giúp em các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý một chút khi các bác mua bơm máy bên em các bác nhé. Cái bơm máy ASEAN hoặc Seezongsi này, cân nặng của nó đều vào 18 cân, nếu mà cả bao bì vào nó gần 20 cân đấy, tiền ship đi thì cực kỳ là cao. Đấy, các bác mua bơm máy bên em thì có cọc các bác nhé, có cọc bơm máy thì em mới gửi được đi cho các bác. Các bác cọc cho em 200.000 tiền trách nhiệm, tiền cọc thì em sẽ trừ vào tiền hàng cho các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu bơm máy thứ hai. Đấy, đây mẫu bơm máy này thì mẫu bơm máy cực kỳ xịn sò, những video trước thì em đã giới thiệu cực kỳ là nhiều rồi. Hôm nay em sẽ giới thiệu sơ qua và em báo giá tại thời điểm hiện tại các bác nhé. Đó là về cái mẫu bơm máy Seezongsi các bác nhé. Phụ kiện đi kèm đầy đủ như hình đây các bác nhé. Một cái cục dây điện nguồn này và một túi bông lọc đây các bác nhé. Và một cái giấy hướng dẫn của Seezongsi đây các bác nhé. Và một cái quyển giấy hướng dẫn sử dụng tiếp này. Và đằng sau này thì sẽ có tất cả các giòn sim ở trong bơm máy đầy đủ các bác nhé. Đấy, những cái bon nhựa bằng đồng này về các bác cứ cất đi. Đấy, trong quá trình mình sử dụng lâu ngày ấy mà nó hỏng giòn sim mình có thể thay thế sửa chữa luôn. Và đây cái chế độ có con ốc chống cháy nổ này, các bác bơm tầm độ 350 cân nó sẽ bị rách lá giòn đồng này ở ra các bác nhé. Các bác chỉ cần lấy cái tơ vít thôi, lấy cái cà lê, em xin lỗi các bác. Các bác lấy cà lê, các bác xoáy cái này ra, các bác cho cái bon nhựa vào, mình bơm cực kỳ là ok các bác nhé. Riêng cái mẫu bơm máy Seezongsi này nó có trên thị trường gần 10 năm nay rồi. Đấy, giá bây giờ thì cực kỳ rẻ, chưa giờ nó rẻ như bây giờ các bác nhé. Thì mẫu Seezongsi này thì các bác bơm tầm độ 300
đến 350 cân, cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe các bác nhé. Thì một chiếc bơm máy Seasonsi giá giờ cực kỳ rẻ, giá chỉ còn là 4 triệu đồng thôi các bác nhé. 4 triệu đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đấy. Thì hai mẫu bơm máy này là hai mẫu bơm máy, một mẫu bình dân, một mẫu bơm máy hàng cao cấp em muốn giới thiệu đến cho các bác. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm máy Seasonsi hoặc ASEAN thì các bác cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại em để bên dưới màn hình nhé. Đấy, tất cả các bác mua bơm máy bên em thì đều bảo hành 1 năm. Lỗi do nhà sản xuất thì một đổi một cho các bác nhé. Đấy, thời gian bảo hành thì cực kỳ dài và bơm thì cực kỳ chất lượng các bác nhé. Thì các bác nào mà đang muốn quan tâm mẫu bơm máy này, các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhé. Để bên em tư vấn bán cho các bác những chiếc bơm máy giá cả thì cực kỳ hợp lý và chất lượng cực kỳ là tốt các bác nhé. Đấy, thì một video em làm rất chia ngắn thôi. Thì cuối video thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.